bạn á hay nóng giận rồi cãi càng với nhau trên mạng, có nghĩa là chúng ta rất dễ bị kích động. Như là người ta gọi mình là bò đỏ, như bạn Nguyễn Quang Dũng thì đang gọi là bò đỏ chỉ thế thôi. Nhưng mà các bạn phải hiểu, bò đỏ là người ta đang miệt thị những người ủng hộ lá cờ đỏ sao vàng. Vì vậy cho nên là các bạn cũng đừng có giận những người ủng hộ lá cờ đỏ sao vàng, mà những cái người mà cứ tấn công vào những người ủng hộ lá cờ đỏ sao vàng thì chính là lái. Chúng ta nói là bò nó hay thích màu đỏ gì, có nghĩa là những người nào mà cứ tấn công vào những người cờ đỏ chính là những con bò, chứ đâu phải là những người ủng hộ lá cờ đỏ sao vàng là những con bò. Đừng có tức giận vì cái việc người ta gọi mình là bò đỏ, bởi vì họ thực sự họ đang tấn công mình thì họ mới chính là những con bò. Chúng ta mang lá cờ đỏ trên người và họ cứ tấn công vào chúng ta, những người nào mà nó ô tô là cờ đỏ đây mà những người khác cứ tấn công chúng ta, đó chính là những con bò, đúng không? Các bạn cứ nó vui vui như thế để các bạn đừng có nghĩ ngợi nhiều và đừng có buồn về cái chuyện đó. Đó, cái việc của chúng ta đó là đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc. Ví dụ như tôi có thể nói với các bạn là chúng ta có thể nói với các bạn là chúng ta có thể đánh giá về một cái Facebook gọi là Facebook Lê Xuân Nghĩa chẳng hạn. Có thể anh ta chưa chuẩn mực ở mức độ nào đó, chứ không phải anh ta là một thành phần phản động gì cả. Có thể anh ta có nhận thức sai. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải tấn công một cách gọi là chúng ta tấn công nhau một cách nặng nề. Mạng xã hội chúng ta tới giờ này chúng ta cần sự bình yên, không gây ra bão tố trên mạng xã hội, mà là chúng ta cố gắng làm sao để phản biện và phản bác các cái luận điệu xuyên tạc càng nhiều càng tốt. Và đó là cái việc mà tôi hy vọng các bạn càng nhiều bài viết để mà chúng ta phản biện, chứng minh được rằng là ở Việt Nam chúng ta có tự do ngôn luận này, chứng minh được ở nhà nước chúng ta có tự do tôn giáo này, chứng minh được ở xã hội chúng ta công bằng như thế nào, và càng chứng minh được cho người ta thấy rằng là nhà nước chúng ta thông qua báo chí chúng ta đã vạch mặt, chúng ta đã công bố cho thế giới, cho xã hội biết được rằng là tất cả các cuộc tham nhũng họ biết được thông qua báo chí. Mà báo chí này của ai? Báo chí này là báo chí của được sự kiểm soát của đảng và nhà nước. Thế có nghĩa rằng nhà nước Việt Nam đâu có giấu giếm tất cả những cái vụ án, tất cả các vụ tham nhũng cũng đâu có bao che cho ai. Và việc mà họ biết được những thông tin có bất lợi cho nhà nước cũng do chính nhà nước Việt Nam cho phép công bố mà. Thế chính những điều đó chúng ta thấy rằng là tự do ngôn luận ở Việt Nam là cực kỳ tốt. Chúng ta cần phải nói cho mọi người hiểu đó, là cái việc nhà nước ta đã thực hiện các cái cam kết với Liên Hiệp Quốc, các cái cam kết với thế giới về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo rất tốt. Và giờ này những ai đang cố gắng có những luận điệu xuyên tạc thì chúng ta đấu tranh với những người đó, đấu tranh với những cái quan điểm của những người đó. Tôi đã từng nói với các bạn rồi, chúng ta chỉ cần thắng về quan điểm là chúng ta thắng. Bởi vì khi chúng ta đã có lý lẽ về một quan điểm thì những người nào đang có những quan điểm đó họ sẽ không còn ai nghe họ nữa, bởi người ta nghe quan điểm đúng của chúng ta. Chúng ta đã chứng minh được thì những người khác, người ngoài họ sẽ nghe chúng ta, còn những quan điểm sai trái họ sẽ bỏ qua một bên, vì và dĩ nhiên những người có quan điểm sai trái sẽ thất bại. Còn việc chúng ta đấu tố từng cá nhân một, điều đó không tốt, điều đó chỉ làm cho chúng ta chửi bới với nhau, loạn xị nhau trên mạng mà thôi. Cũng như cái bạn Nguyễn Quang Dũng gì đó, bạn đó đang cố gắng tấn công cá nhân tôi để chi? Để cho tôi phải để ý tới bạn ấy, để cho tôi phải đi vào cá nhân từng người. Và điều đó làm cho mất đi cái thời gian để chúng ta đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc khác. Cũng như việc chúng ta nói nhỏ với nhau từng việc một, không cần phải vạch mặt nhau trên mạng xã hội, bởi vì cái điều đó chúng ta chỉ chứng minh được cho người khác thấy rằng là chúng ta đang nhỏ nhen với nhau mà thôi, chúng ta đang cố gắng nổi tiếng hơn mà thôi. Các bạn đang chỉ trích nhau thì các bạn đang muốn cho cộng đồng nghe tiếng nói các bạn muốn tạo sự scandal, chứ đâu phải là các bạn xây dựng nhau. Nếu chúng ta muốn xây dựng nhau thì chúng ta nhắn tin cho nhau, chúng ta xây dựng từng con người với nhau, thay vì chúng ta kéo người ta lại với mình, giải thích cho người ta hiểu được cái sai của họ, thì bây giờ chúng ta đi lên mạng xã hội ta tố, làm cho họ tự ái lên và họ tố ngược lại, họ tranh luận lại, làm cho cái cộng đồng này nó xào xáo và nó không có cái thời gian để chúng ta đấu tranh với những cái đối tượng chống phá nhà đảng và nhà nước nữa. Đúng không? Nhà nước chúng ta hiện tại là cần các bạn để đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chứ không phải cần chúng ta ngồi cãi nhau.
các bạn ngồi cãi nhau miết, cuối cùng ra các cái đối tượng kia nó vẫn xuyên tạc rần rần ở trên mạng. Tôi thấy bạn Ngô Long đã tập trung rất tốt vào các cái clip ở hải ngoại, các thông tin ở hải ngoại, để mà bạn ấy phản bác các cái luận điệu xuyên tạc của các nhóm hải ngoại, bạn ấy làm rất tốt. Không, tôi thấy một số bạn có những cái clip cũng như là có những cái bài phản biện để mà đấu tranh với Nguyễn Đình Thục, một cái đối tượng là đang là linh mục, lợi dụng tôn giáo để phục vụ cái mưu đồ chính trị cá nhân của ông ta, cũng các bạn làm cũng rất là tốt. Cho nên chúng ta cần thiết ở đây đó là chúng ta đấu tranh với các cái quan điểm sai trái, chứ không phải là chúng ta đấu với nhau. Để cái mạng xã hội này chúng ta phải điều khiển, chúng ta phải điều hành nó, điều khiển nó, chứ không phải để cho nó điều hành chúng ta. Đó là cái việc mà tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ làm tốt nhất trong thời gian tới.